Xin chào quý anh chị. Hôm nay mình xin chia sẻ tiếp một cái chủ đề mà mình dành thời gian 2 tháng vừa rồi để mình nghiên cứu. Nên là trong 2 tháng vừa rồi mình không có làm một cái clip nào về Army Broker để cho mọi người tham khảo. Thì cái chủ đề này hiện nay được rất là nhiều cái trang web và một số cái tổ chức họ đưa vào cái thành cái công cụ mà tâm huyết của họ. Thì mình cũng thích nên mà mình tìm hiểu nó khá là khó nên nó tốn rất là nhiều thời gian. Thì hôm nay mình làm được, mình chia sẻ để mọi người tham khảo. Cái này là cái biểu đồ về hướng và dòng tiền, hay mọi người hay nghe là biểu đồ RRR trong Army Broker. Thì một số cái trang web họ bán cái phần mềm này mà họ nói không thể làm được trong Army Broker, phải dùng một cái phần mềm khác. Nhưng mà thực tế Army Broker nó rất là hiệu quả, có thể làm rất là nhiều thứ ngoài cái khả năng của mình, chứ không phải là nó không làm được. Thì đây là cái biểu đồ về xu hướng và sức mạnh của dòng tiền. Thì nó chia ra làm bốn cái vùng: vùng cải thiện, vùng dẫn dắt, suy yếu và tụt hậu, để cho mọi người hình dung được cái nhóm ngành hoặc là cái cổ phiếu nó đang ở đâu trong chu kỳ của nó. Thì cấu tạo cái biểu đồ này nó sẽ có hai cái thành phần chính, một là cái trục ngang là cái trục RS, cái trục đứng là RS Momentum. Thì cái trục ngang này nó cho mình biết xác định xu hướng, và cái trục đứng này để cho biết xác định cái động lượng. Vì những kiến thức này mọi người có thể tìm ở trên mạng đọc rất là dễ, mình giới thiệu nhanh sơ qua để mình chủ yếu mình tập trung giới thiệu code cho mọi người có thể làm được. Thì về cách sử dụng cái biểu đồ này, tương tự một cái cổ phiếu nó vận động tương tự như một cái chu kỳ trong năm, đi từ xuân hạ thu đông, là bắt đầu từ cái vùng cải thiện sang dẫn dắt, suy yếu và tụt hậu, xong nó lại bắt đầu một chu kỳ mới. Thì bắt đầu giai đoạn cải thiện là được ví như mùa xuân nè, là tại cái vùng này á, là mình đầu tư sẽ là tốt nhất, tại vì ở đây là cái cổ phiếu nó chưa có nhiều thông tin tốt và giá nó còn thấp, tại vì nó vừa vượt ra khỏi cái vùng mùa đông nè. Thì tại cái vùng cải thiện này á, là sức mạnh RS này nó là bé yếu, nhưng mà động lượng nó đã mạnh lên nè. Tiếp tục là vào mùa hạ là tương tự như cái khu vực dẫn dắt, thì tại đây là sức mạnh tương đối và động lượng nó đều lớn. Thì tại đây dòng tiền lớn nó đổ vào nhiều nhiều thông tin tích cực về cổ phiếu, và số lượng giao dịch cũng như giá cổ phiếu là nó đều mạnh hết, là tương tự như mùa hạ. À, trong cái vùng dẫn dắt tiếp theo là cái vùng mùa thu, là tương tự như một cái giai đoạn suy yếu, là thông tin tích cực là nó đã phản ánh vào giá hết, giá nó đã lớn rồi. Tại thời điểm này thì nhiều cái những cái tổ chức, những cá mập đó, họ bắt đầu họ thu lợi, họ rút tiền ra. Trong giai đoạn này thì nhà đầu tư cá nhân nó sẽ xuất hiện nhiều cái thông tin làm cho họ FOMO theo. Tiếp theo giai đoạn tệ nhất là giai đoạn mùa đông, là giai đoạn tụt hậu nè. Thì tất cả RS và RS Momentum đều yếu, giá thì nó lại điều chỉnh mạnh và cổ phiếu thì nó còn không có còn động lực tăng giá. Thì nhiều tất cả những thông tin xấu nó đã xuất hiện ở giai đoạn này. Thì sau giai đoạn này nó cải thiện lần 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 này, nó sẽ bắt đầu một cái chu kỳ mới. Thì đây là cái cách để sử dụng cái biểu đồ một sức mạnh của dòng tiền này. Thì về code, cái dòng tiền này mình xây dựng theo hai cái code riêng. Một là cái code cho những cái nhóm cổ phiếu riêng lẻ, thì cái này rất là dễ làm, và mình làm cái này đơn giản và nhanh. Nhưng mà cái khó mình tốn thời gian của mình nhất trong thời gian vừa qua là cái
của nhóm ngành, mình dành 2 tháng để mình mò mình mới xử lý được cái này. Thì cái mình mở cho mọi người xem cái code của cái vẽ của từng nhóm ngành. Ví dụ như nhìn trên cái biểu đồ này, VN30 trong giai đoạn vừa qua là nó khá là yếu so với cái mặt bằng chung. Thì cái này nó sẽ có một số thông tin mình có thể tùy chỉnh. Một là cái cổ phiếu để mà làm nền tảng, làm lấy cái chuẩn để so sánh. Và hai là cái vùng này là mình nhập vô một một số cái để mình có thể vẽ nè. Ví dụ mình xóa bớt phần này đi thì trên biểu đồ nó sẽ mắc. Còn cái thứ ba là ví dụ nó sẽ hiện bao nhiêu ngày. Ví dụ như mình không muốn 12 ngày mà mình chỉ muốn nó xuất hiện 10 ngày thôi thì cái biểu đồ nó sẽ khác đi một chút. Giai đoạn để tính toán thì nhóm ngành cũng tương tự. Nhóm ngành thì nó sẽ có nhiều phần hơn một tí. Ví dụ như ở đây vẫn là tương tự, nhưng mà giả sử như mình muốn hiện một cái ngành, giả sử mình muốn hiện nhóm chứng khoán lên thì mình có thể ẩn hiện đây nhóm chứng khoán. Thì đa phần những cái ví dụ như nhóm xây dựng và xi măng, xây dựng xi măng thủy sản, thì đây là những cái nhóm mà trong thời gian vừa rồi nó tốt, nhưng mà có một giai đoạn nó đứng lại tích lũy và giai đoạn này nó lại quay lại tốt trong khoảng 4 năm phiên gần đây, là nó tốt hơn so với mặt bằng chung. Là nó vừa quay giai đoạn suy yếu nó lại ngược lên giai đoạn những cổ phiếu nằm trong vùng dẫn dắt lại. Thì tất cả những cái clip của mình chủ yếu là hướng dẫn để mọi người có thể viết được code để mọi người xài. Thì mình sẽ giải thích từng phần ở trong đây để mọi người tham khảo. Thì cái đây cái nguyên cái vùng này là để nhập trong cái khi mà mình vẽ biểu đồ mình dùng cái bar này nè. Ba cái dòng để mình nhập cái số liệu vô là ba cái hàng đầu này. Tiếp theo giai đoạn những cái câu lệnh này từ đây tới đây, thì những cái câu lệnh này mục đích chủ yếu là để mình xác định cái phạm vi cái vùng vẽ của mình, tọa độ. Tiếp theo từ đây tới đây là để tô màu, mình vẽ bốn cái góc phần tư và tô màu. Nên là từ từ đây tới đây chỉ là giai đoạn vẽ cái nền phía sau. Tiếp theo là ghi những cái chữ đây, xong tới những cái dòng lệnh. Thì đầu tiên là cái phương sành mình khai báo những cái hàm con, rồi sau đó tập hợp. Thì cái hàm này nó mục đích của nó sẽ tính nó tính ra rs, nó tính ra rs xong là một cái hàm con. Cái hàm con thứ hai là cái hàm con dùng để vẽ. Thì vẽ một cái cổ phiếu đơn lẻ thì thông số đầu vào chỉ là XY mã cổ phiếu và cái chữ mình muốn ghi thôi. Thì ở đây nó có hai cái, nó có những cái hàm mà mọi người có thể tìm hiểu kỹ, là cái hàm mutual và cái hàm đây là vẽ một cái đường. Mutual tức là mình di chuyển cái con chuột tới một cái vị trí mới, và cái hàm lateral này tức là nó vẽ từ cái vị trí hiện tại tới cái vị trí mới. Cái hai cái cụm hàm này để vẽ cái đường. Tiếp theo cái circle này là vẽ cái vòng tròn thôi. Thì vẽ cái vòng tròn mọi người để ý, ví dụ trong một cái nhóm thì tại cái vòng tròn cuối cùng tại cái thời điểm hiện tại á, là cái vòng tròn nó cho bự hơn, nó lớn hơn để mình biết cái mình nhìn mình hình dung cái hướng đi. Thứ hai là tại cái điểm cuối cùng này mình sẽ ghi chữ lên đó. Thì cái câu lệnh chỗ này là mục đích nó, và câu lệnh tiếp theo này là để cái câu lệnh này là để vẽ cái vòng tròn lớn ở tại cái điểm cuối này. Rồi xong cái những cái vòng lặp, cái này là setup để tính chỉ số này.
xong tới bên dưới đây mình sẽ dùng một cái vòng lặp mà nó chạy trong cái lít, tức là cái mà này, cái lít là cái mình nhập cái này là thành một cái lít này, là nó lặp tới nó vẽ hết những cái cổ phiếu ở trong đây, thì cuối cùng nó chạy cái vòng lặp này, nó sẽ vẽ ra được cái biểu đồ như mọi người thấy. Thì đây là cái biểu đồ về cổ phiếu riêng lẻ, thì về nhóm ngành nó sẽ phức tạp hơn. Thì nó cái cơ bản của nó cũng tương tự, nhưng mà một số cái hiệu chỉnh trong đó, nếu mà mọi người cần có thể liên hệ với mình bên dưới Zalo, mình tặng cho mọi người cái code này. Thì mình dành thời gian mình nghiên cứu chủ yếu là để chia sẻ cho mọi người dùng. Thật ra một số trang web ví dụ như Fian nó có, nhưng mà mình chỉ là thành thành viên VIP của nó mình mới được xài, chứ còn mình không biết nó là cái gì bên trong đó. Và những cái gói khác cơ bản mình không có được xài cái biểu đồ này. Thì ngoài cái này thì mình làm rất là nhiều cái clip về Ami Rocker, mình có khoảng 20 mấy clip, và nó có rất nhiều cái chỉ báo khác, nên là mọi người nếu cần thiết có thể liên hệ với mình để chia sẻ trao đổi. Thì một cái chỉ báo thời gian vừa rồi mình cũng chia sẻ rồi, đó là cái chỉ báo về MDCX, và rất nhiều cái chỉ báo khác. Mục tiêu của mình là nghiên cứu một công cụ để cho các nhà đầu tư có thể tự phát triển, tự làm chủ được cái phương pháp đánh của mình. Nên mọi người nếu mà thích cái này có thể liên hệ với mình để mình hướng dẫn. Ngoài cái vẽ cổ phiếu riêng lẻ này mình có thể tặng cho mọi người free, nhưng mà cái nhóm này nó là tâm huyết công sức của mình, thì có thể mình tặng mọi người anh chị em theo cái cách khác. Ví dụ như mở tài khoản tại bên mình thì mình sẽ tặng code này miễn phí, và rất là nhiều cái code khác mà mình nghiên cứu được. Thì mình cũng là một cái mình làm môi giới tại công ty chứng khoán VPS. Thì khi mà khách hàng mà tham gia với cái nhóm của mình, thì mình chủ yếu là mình dựa vào code, nên phương pháp đánh của mình là lướt là chính. Và khi mua bán, giả sử như đây là một cái bảng tổng kết hàng ngày mình sẽ gửi cho mọi người, mình mua bán theo cái lý do gì mình sẽ chia sẻ hết. Và cái hiệu suất trong thời gian vừa rồi thì mọi người thấy là những cái mình đã đánh, như tổng cộng ở đây có 25 cái 25 lượt mình đã giao dịch, thì trong đây có tổng cộng là 6 lần lỗ và 19 lần thắng, và tỷ lệ thắng trung bình của mỗi lệnh mình khoảng hơn 5%. Thì mọi người cứ hình dung là cái phương pháp của mình là dựa vào code và giao dịch, nên anh em nào thấy phù hợp có thể liên hệ với mình cùng trao đổi và chia sẻ. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe cái clip này. Chúc mọi người thực hiện hiệu quả.